hai đứa bóng mạnh sang cho Hoàng Văn Lợi. Quỳnh Hồng Sơn, Kim Hoàng, Kim Hoàng đưa bóng, đưa bóng cho Lê Tấn Hải. Phú Hùng đã đổi còi kết thúc trận thi đấu giữa đội bóng Công Nhân Bình Định và đội Cảng Sài Gòn trên sân Quy Nhơn. Tỷ số cuối cùng là 3-1 nghiêng về phía đội Cảng Sài Gòn. Yeah.